Trưa ngày 16 tháng 3, 5 người ăn trưa tại rẫy kê của gia đình anh HVD, 29 tuổi, ở thôn 2 xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, với các món ăn gồm cá chép làm chua, chim nướng, cơm. Đến 19 giờ cùng ngày, một trong số 5 người này có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, bụng chướng, choáng, chóng mặt. Tiếp đó, 3 người khác cũng mắc triệu chứng tương tự. Một người không ăn món cá làm chua thì không bị ngộ độc. Các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tại huyện Đại Lộc. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc botulinum, nhiều bệnh nhân đang có chuyển biến nặng phải thở máy. Sau khi xảy ra các vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị điều tra nguyên nhân và khảo sát các yếu tố liên quan để tìm nguồn lây, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang và Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Trước đó, ngày 7 tháng 3, tại thôn 2 xã Phước Đức, huyện Phước Sơn cũng xảy ra một vụ ngộ độc khiến một người chết và 4 người nguy kịch. Theo ngành chức năng, trong cả hai vụ ngộ độc thực phẩm này, người bị ngộ độc là người Dễ Triên. Món ăn nghi ngờ là món cá làm chua. Đây là món ăn truyền thống của người dân do gia đình tự chế biến từ cá chép, muối, cơm hoặc bột bắp, ớt sau khi ủ trong hũ kín khoảng một tuần. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các món ăn được chế biến liên quan đến món cá chép ủ chua. Theo ông Mai Văn Mười, ngày 18 tháng 3, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử các chuyên gia, bác sĩ hỗ trợ chuyên môn cho các ca bệnh bị ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Các bác sĩ của hai bệnh viện đã kết nối hội chẩn trực tuyến. Kết quả hội chẩn cho thấy khả năng các bệnh nhân bị ngộ độc botulinum rất cao. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Y tế, với cục an toàn thực cục dự phòng của Bộ Y tế đã chỉ đạo cho các bệnh viện trung ương, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Y học nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội chẩn với bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc. Thì bác sĩ ở bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đem thuốc ở tại bệnh viện ra Quảng Nam để truyền huyết thanh cho bệnh nhân, ba bệnh nhân này.